Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Khi. Chúng ta rất là lâu rồi mới gặp lại nhau. Và Khi cũng đã từng nói với mọi người đó là Khi không bao giờ biến mất cả. Và một lúc nào đó Khi sẽ xuất hiện ở thời điểm này thì Khi sẽ xuất hiện ở bất kỳ một cái thời điểm nào mà Khi cảm thấy là Khi muốn. Và Khi cảm thấy là mình muốn thực hiện một cái điều gì đó. Thì ngày hôm nay, vì lâu rồi chúng ta sẽ không gặp, cho nên là Khi sẽ gửi một cái lời ngắn nho nhỏ đến cho mọi người ha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề nó khá là đơn giản thôi, đó là thông điệp dành cho bạn ở thời điểm hiện tại là gì, như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ có 3 tụ bài như thường lệ. Đây là tụ bài số 1, đây là tụ bài số 2 và đây là tụ bài số 3. Mọi người hãy nhắm mắt lại hoặc là dừng video và cảm thấy là chọn cái tụ bài nào mình bị thu hút nhất và bản thân mình muốn nghe cái tụ bài đó nhất ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì Khi sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 1 nha. Khi sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 1 để xem là lời nhắn dành cho bạn ở thời điểm hiện tại là gì. Có The Tower, các bạn có Five of Wands, các bạn có Page of Swords, các bạn có The High Priestess, Six Knights of Swords và ba kiếm. Ok, ở đây. Ok, có thể tụ 3, tụ 1 là một cái tụ bài là cái mà Khi đang thấy ở đây á, đó là các bạn có một cái có lẽ là các bạn vừa trải qua một cái chuyện gì đó nó khá là bất ngờ. Khi cảm nhận là cái chuyện này nó là cái chuyện đã trải qua rồi chứ nó không phải là cái chuyện sắp đến đâu. Mà cái vấn đề ở đây á là một cái vấn đề nó đã trải qua rồi, có thể là các bạn chấm dứt một cái mối quan hệ hoặc là các bạn có một cái xung đột nào đó một cái tập thể. Khi thấy giống như là các bạn tham gia một cái cuộc, ví dụ nha, như là các bạn tham gia một cuộc đua nào đó nhưng mà bản thân của các bạn á lại bị kết thúc trong khi mà các bạn không có đạt được cái điều mình mong muốn, hoặc là trong khi mà các bạn chưa có đi được đến với cái kết quả cuối cùng, hoặc là các bạn có một cái tranh cãi gì đó với một cái mối quan hệ khá là lâu năm của mình rồi. Và các bạn, hoặc là các bạn phát hiện là một cái mối quan hệ lâu năm nào đó của mình, nhưng mà hiện tại thì cái người đó đó họ lại đang lừa dối mình. Và các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi, các bạn cảm thấy rất là khó chịu. Và các bạn đang cảm thấy là mọi thứ đối với bạn ở thời điểm hiện tại á, nó là một mớ bồng bông, nó là một cái sự, những cái sự lừa dối, nó là những cái vấn đề, nó đang bị ảnh hưởng cái tâm lý của các bạn rất là nhiều. Nó khiến cho các bạn suy nghĩ rất nhiều và nó khiến cho các bạn cảm thấy là mình đang bị tổn thương. Nhưng mà khi là cảm nhận được một cái việc ở đây á, đó là những cái sự tổn thương này á, các bạn lại không có thể hiện nó ra phía bên ngoài mà bạn đang giấu nó đi ở phía bên trong nhiều hơn. Khi không biết là vì lý do gì, có thể là vì là bạn không có thói quen là bạn chia sẻ những cái vấn đề này với nhiều người, hoặc là bạn không thích chia sẻ, hoặc là bạn không thể tìm được một người nào đó để chia sẻ với bạn, hoặc là tự bản thân bạn là cái người chủ động cất những cái chuyện đó vào bên trong nhiều hơn. Cho nên là khi đang thấy cái điều đó, nếu như mà bạn vừa trải qua những cái điều đó thì chỉ có một cái điều duy nhất mà Khi có thể nói với bạn thôi, đó là ngoài cái chữ là các bạn chấp nhận những cái chuyện nó đã xảy ra ra thì nó sẽ không thể nào có cái chữ khác để mà mình diễn tả được. Ở đây á, Khi thấy đã có sự xuất hiện của The High Priestess thì nó đại diện cho một cái việc, đó là ở đằng sau những cái sự đổ vỡ đó, ở đằng sau những cái sự kết thúc và bắt đầu đó, có thể sự kết thúc này là một cái sự thất bại, có giống như là một cái sự kết thúc mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc là bạn chưa bao giờ nghĩ là cái mối quan hệ bạn bè này, cái mối quan hệ tình yêu này, hoặc là cái sự gắn kết với một cái điều gì đó, ví dụ như một công việc, một môi trường nào đó mà bạn nghĩ rằng là cái nơi này nó có thể là một cái mà để mình gắn bó với nó suốt cuộc đời, nhưng đến cái lúc này thì bạn lại bị tách ra khỏi nó, và cái những cái sự kết thúc nó khiến cho bạn không thể nào ngờ được. Thì chỉ có một điều cho bạn biết thôi, đó là vũ trụ có những sự sắp đặt riêng và có một cái mục đích cao hơn cho tất cả những cái việc vừa đó xảy ra.
và nó nằm trong một trong những cái để cho các bạn, giúp cho bạn phát triển hơn về mặt tâm linh và nhận thức. Cũng có thể là sau những cái vấn đề này bạn sẽ bắt đầu học một cái gì đó mới, như là đọc sách nhiều hơn, tìm hiểu về một cái lĩnh vực nào đó nhiều hơn thông qua sách. Chị cảm thấy được rằng là sau cái vấn đề này có thể là bạn sẽ đọc sách rất là nhiều, bạn sẽ tìm hiểu về một cái vấn đề nào đó rất là nhiều để mà bạn nâng cấp mình lên, hoặc là bạn cảm thấy là mình hứng thú và mình phù hợp với những cái nguồn kiến thức đó, và bạn bắt đầu tìm hiểu về một cái hình thức nào đó qua sách. Khi thấy được cái điều đó, có thể là bạn sẽ thích đọc sách và bạn sẽ tìm hiểu một cái vấn đề gì đó mới, một ngành học mới, hoặc là một cái sở thích mới, hoặc là một cái bộ môn gì đó mới mà bạn có thể tìm hiểu thông qua sách được ha. Một hoặc là những cái sáng kiến nào đó mới bạn sẽ được xuất hiện để mà bạn bắt đầu bạn tái sinh lại với cái bản thân của mình ở thời điểm hiện tại. Ok, thì sẽ rút 3 lá cho bộ bài nhắn nhủ, lời nhắn cho bạn ha. Thì sẽ rút 3 lá này cho bạn trước khi kết thúc cái trải bài ngắn ngày hôm nay. Ngày hôm nay thật ra khi chỉ muốn lên để check năng lượng của mọi người ở thời điểm hiện tại, để chuẩn bị cho những cái hành trình tiếp theo, khi cảm giác là có thể lần này là một cái lần mà khi trở lại với mọi người một cách nó nghiêm túc hơn và nó sẽ dài hơn, khi sẽ không đột nhiên biến mất nữa cũng không chắc, nhưng khi có một cái cảm giác là khi muốn đồng hành với các bạn ở một khoảng thời gian nhất định, chứ không phải là biến mất luôn như thế. Ok, các bạn có risk it, mạo hiểm hơn. Những cái điều tuyệt vời á, thì nó được sinh ra, cái giấc mơ của bạn á, thì bạn cần phải thực hiện. Và bạn đã sẵn sàng cho những cái bước bắt đầu. Hãy nhớ rằng là bạn không có gì để mất. Rồi, nó đúng với bạn ở thời điểm này luôn á. Tức là ở cái thời điểm hiện tại, ở trong một cái sự kết thúc và bắt đầu như thế này á, thì có thể bạn vừa mất đi tất cả, đại loại như thế, hay có thể đại loại ví dụ như thế là bạn vừa mất đi tất cả, thì bạn sẽ không có gì để còn gì để mất nữa. Cho nên là cứ hãy mạo hiểm đi. Ví dụ như là bạn thất bại á, thì bạn sẽ nhận được những cái giá trị ở bên trong. Hoặc là nếu như mà và chỉ cần là hãy nhấc mông của mình lên và bắt đầu thực hiện nó đi. Các bạn có invite your fear to tea. Cái nỗi sợ á, thì nó không phải là sự thật. Thông thường á, chúng ta thường là chỉ sợ bởi vì chúng ta suy nghĩ hoặc là do cái cảm xúc của mình. Thay vào đó, chúng ta hãy thay vào đó chúng ta hãy mang cái nỗi sợ của mình ra và mời nó một tách trà, mời thêm một chút bánh nữa và ra nói chuyện với nó, lắng nghe nó, và khi mà các bạn cảm thấy đủ á, thì cảm thấy là bạn không còn sợ nữa và bạn cảm thấy là bạn dám đối diện với nỗi sợ của mình á, thì nó sẽ làm bạn sẽ nhận được một cái nguồn sức mạnh wisdom, một cái nguồn sức mạnh kỳ diệu. Khi ngẫm thấy bởi vì rõ ràng ở trong lá bài này các bạn có rất nhiều lá, nó nói đến nỗi sợ, nó nói đến có 3 kiếm, có 9 kiếm ở đây. Các bạn có rất là nhiều nỗi sợ trong cái sự kết thúc và bắt đầu này. Cho nên cái mà các bạn đang cần đó là risk it, là mạo hiểm lên, đó là đối diện với cái nỗi sợ của mình và trò chuyện với nó. Chúng ta thường sẽ có cái thói quen là trốn tránh nỗi sợ, chúng ta thường sẽ gạt cái nỗi sợ của mình đi sang một bên, nhưng mà cái đó không phải là cách. Mà chúng ta cái cách đó là chúng ta phải đối diện với nó, chúng ta phải mang nó ra, chúng ta phải đào bới nó ra. Và các bạn có accept yourself, chấp nhận bản thân các bạn. Đây chính là cái thời gian cho bản thân bạn tự phát triển. Ngày hôm nay các bạn tập trung vào tất cả mọi thứ thì nó đã sẵn sàng cho bạn rồi. Let's go of who you think you should be. Hãy bắt đầu bằng cái con người nào mà bạn nghĩ là bạn nên trở thành cái người đó. Khi bạn chấp nhận bản thân của bạn một cách chính xác á, bạn sẽ mang cái cuộc sống của bạn đến ngày mai. Và để chấp nhận ngày hôm nay, chấp nhận bản thân của mình với một cái trái tim đầy đông đầy yêu thương. Giống như là bạn đã cũng cảm nhận một số bạn, ví dụ như là bản thân các bạn á,
không còn muốn trở thành một con người giống như là như thế này nha. Ví dụ bản thân các bạn đang cảm nhận trong mình có một con người khác, một cái cánh tính cách khác, một cái gì đó nó bốc đồng hơn, nó khác lạ, nó khác biệt hơn, nhưng bản thân bên trong các bạn vẫn chưa chấp nhận được cái điều đó, và các bạn đang từ chối bản thân nè, các bạn đang không có dám mạo hiểm ra khỏi cái vùng an toàn. Các bạn sợ rằng là mình bước ra khỏi cái vùng an toàn thì mình sẽ đánh mất tất cả. Nhưng khi phải nói với các bạn một điều là trong cái này nó đang nhắc đến các bạn là các bạn không có cái gì để mất cả, và các bạn cần phải mạo hiểm cho chính bản thân các bạn và cho chính những người mà các bạn thật sự muốn hướng đến. Ok. Ồ. Tôi nghĩ là cái tụ bài số 1 này nó là một cái tụ rất là hay luôn á. Mặc dù là mọi người đang trải qua một cái sự kết thúc bắt đầu, và nó đang giống như là push cho mọi người một cái motivation đó, một cái động lực, một cái nguồn động lực cho các bạn á. Ok, khi sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 2 nha. Các bạn chọn tụ bài số 2. Lời nhắn cho các bạn ở thời điểm hiện tại với các bạn chọn tụ bài số 2. Lời nhắn cho các bạn chọn tụ bài số 2. Lời nhắn cho các bạn ở thời điểm hiện tại chọn tụ bài số 2. Khi thật sự đang sử dụng một bài lời Lexi Tarot, và trong suốt những thời gian qua thì Kim thật sự khi cảm nhận là mình có một cái kết nối cực kỳ sâu sắc với cái bộ bài này, và bản thân mình cực cực kỳ thích cái bộ bài này luôn. Bởi vì đây là một cái bộ bài nó mang đến ánh sáng và nó mang đến cho mình rất là nhiều thứ. Mình cảm thấy là nó vô cùng là matching với bản thân mình đó. Ok, chúng ta sẽ đến với tụ số 2 nha, để xem là cái lời nhắn cho các bạn tụ bài số 2 ở thời điểm hiện tại là gì. Wow, các bạn có Six of Cups. Các bạn có Two Pens, Two of Pentacles. Các bạn có The Hermit. Các bạn có The Tower. Các bạn có The World. Không muốn là nó trùng bài cũ nhiều quá, cho nên Ki sẽ xào lại nha. Ở đây có ai đang Ki đang cảm nhận là một ai đó đang cảm thấy cô đơn và đang muốn quay lại, hoặc là đang nhớ lại những cái điều xưa cũ. Ok. Ở đây có ai đang ví dụ như là bạn đang cảm thấy là mình ở thời điểm hiện tại á, thứ nhất á, là bạn khi phải chia cái tụ bài này làm hai trường hợp, bởi vì khi đang thấy hai trường hợp ở trong cái tụ bài này, thứ nhất là bạn đang cảm thấy cô đơn và bạn nhớ về một cái người cũ nào đó ha. Khi sẽ trình bày cái trường hợp đầu tiên trước ha, đó là bạn đang nhớ một cái người cũ nào đó và bạn đang cảm thấy mình khá là cô đơn, bạn đang phân vân rất là nhiều, bạn đang suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì á, cái người này họ có thể là một cái phần quan trọng trong ký ức của bạn, và bạn đang phân vân rằng là liệu bạn có nên quay trở lại với họ hay không, bạn có nên kết nối lại với họ hay không, hoặc là giữa bạn hoặc là một cái suy nghĩ nào đó của bạn ở thời điểm hiện tại là liệu giữa bạn và cái người này, cái nhân vật này á, nó có còn cái cơ hội nào để mà đến với nhau hoặc là gặp lại nhau hoặc là ở bên cạnh nhau nữa hay không. Thì khi đang thấy cái điều đó, nhưng mọi thứ đối với bạn á, nó luôn trước mắt bạn á, nó luôn luôn là những cái điều mà bạn cảm nhận là mọi thứ nó luôn là những điều bạn không thể nào biết được và bạn không đoán được, hoặc là bạn không hề có một cái tin tức nào từ cái người đó. Thì có một cái điều mà khi cần phải nói với các bạn, nếu như bạn đang ở cái trạng thái đời này, cái trạng thái số 1 này á, bên ngoài nhìn vào bạn á thì cứ nghĩ á, bạn cứ nghĩ là ừ, nó là một cái sự kết thúc đột ngột, nó là một cái sự kết thúc một cách quá bất ngờ đối với bạn, nhưng thật ra nó là một cái kết thúc nó đã được dự báo từ trước, nó là một cái kết thúc đã được sắp xếp và đã có những cái dấu hiệu từ trước, chẳng qua là bạn không có nhận ra được cái kết thúc đó. Nếu như ở trong cái mối quan hệ mà bạn luôn nghĩ rằng là bạn và cái người đó rất là sâu sắc á, nhưng thật ra
có thể giống như là bạn luôn nghĩ là à giữa bạn và họ là một cái unconditional love, ví dụ như là cho đi không bao giờ, là một cái tình yêu vô điều kiện chẳng hạn, nhưng thật ra giữa bạn và họ luôn tồn tại một tình yêu có điều kiện, tức là bạn luôn muốn bạn nhận được cái này từ họ, hoặc là bạn luôn muốn là nếu như bạn đã cho họ được cái điều đó thì họ cũng phải cho bạn lại cái điều tương tự như thế. Và khi bạn không nhận được, bạn cảm nhận không được á, bạn cảm thấy cái sự bất thường và bạn cảm thấy là mình không có được trân trọng. Cái vấn đề ở đây á, khi đang thấy á, đó là bởi vì là có cái hermit xuất hiện ở đây, thì khi đang thấy là thứ nhất là có giai đoạn này nó là một cái giai đoạn bạn cần phải đi một mình. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà bạn cần phải tập trung vào bản thân chứ không phải là tập trung vào những cái yếu tố phía bên ngoài. Cho nên là nếu như bạn đang phân vân lưỡng lự giữa cái việc là lựa chọn cái con đường đi tiếp tục với bản thân mình một cách đơn độc trên cái hành trình này là một cách tạm thời chứ không hẳn là bạn luôn luôn sẽ như thế, hoặc là bạn lựa chọn cái cách là bạn muốn quay lại với cái nhân vật này á, thì dường như á, cái hướng quay lại á, nó sẽ theo cái kiểu á, là ừ ok nếu mày muốn quay lại thì tao vẫn sẽ ok, tao chấp nhận, nhưng phải có điều kiện. Cái mối hệ này nó không phải là một cái mối hệ không có điều kiện, nó buộc có điều kiện ha. Ok, cái đó là cái trường hợp thứ nhất. Với cái trường hợp thứ hai mà khi thấy đó là bạn vừa có ai ở đây đang ở trong cái trạng thái là nhớ về những cái ký ức ngày xưa, ví dụ như là bạn vừa mất cún con hoặc là muốn mất một cái con thú cưng nào đó của mình đó. Khi đang cảm nhận như thế, hoặc là bạn vừa kiểu nhà có thú cưng đi lạc, hoặc là vừa mới mất hay là như thế nào á mọi người, thì khi đang cảm thấy được một cái nguồn năng lượng rất là lớn từ những cái bạn đó, tự nhiên khi mà khi rút cái lá sáu ly trong cái bộ bài này ra thì ngày hôm nay khi đặc biệt cảm nhận được cái nguồn năng lượng đó, và bạn đang kiểu có thể rằng trong nhà của bạn hoặc là ở cái bạn đó, nó chính xác là cái con vật đó, nó là cái người bạn thân duy nhất của bạn trong cái ngôi nhà của bạn, và khi mà một nó bỏ bạn đi thì bạn đang cảm thấy là hiện tại bạn đang rất là cô đơn, và bạn đang cảm thấy là không còn ai có thể đồng hành cùng với mình trên cái chặng đường này nữa, và bạn đang cảm thấy rất là lo lắng, là không, ví dụ như là khi hiểu là nếu như mà bạn bị mất thú cưng đó thì bạn sẽ kiểu là không biết là nó như thế nào, nó còn sống hay không, nó có bị bắt hay không, hay là như thế nào đó. Đương nhiên là kia sẽ không thể cho các bạn biết là thú cưng của các bạn đang ở đâu được rồi, nhưng mà có một số những cái nguồn năng lượng mà khi đang cảm nhận nó là như thế. Ok, khi sẽ rút cái để nhắn cho bản thân các bạn ngay lúc này ha, trước khi kết thúc cái tụ bài số 2. Các bạn có confidence, tự do. Ok, khi hiểu rồi. Mọi người ơi, khi nghĩ là chỉ có một số ít các bạn ở cái trường hợp thứ hai thôi, còn phần lớn các bạn sẽ ở trường hợp thứ nhất. Đó là lý do vì sao có cái lá confidence xuất hiện. Đó là cái lá tự do. Đây chính là khoảng thời gian dành cho các bạn, dành cho bản thân các bạn và dành cho cái sự tự do của bạn. Cái có thể là từ trước đến giờ các bạn luôn làm một cái gì đó cùng một ai đó, cùng một người nào đó, và bạn chưa bao giờ tự tin là bạn có thể làm một cái việc gì đó một mình. Nhưng mà đừng có lo lắng về những cái điều đó, cũng như là đừng có lo lắng rằng là bạn sẽ mắc một cái lỗi lầm nào đó. Bạn sẽ không thể nào mà luôn luôn đúng được, nhưng mà bạn sẽ không bao giờ biết được rằng là mình sai ở đâu nếu như mà bạn không có cái sự cố gắng, và bạn cũng sẽ không thể nào phát triển được nếu như bạn không làm, và bạn không thể nào cứ dựa vào người khác để dùng cái sự cố gắng của người khác để giúp cho bản thân của bạn được. Bạn cần phải là cái người tự đạt được thành công bằng chính cái điều mà bạn làm. Và ngoài ra thì khi mà bạn đạt được cái thành công á, và bạn tỏa sáng á, thì bạn sẽ còn truyền thêm được cái nguồn cảm hứng cho những cái người xung quanh nữa. Các bạn có celebrate your love. Khi cảm thấy là các bạn đang cần tìm về những cái nguồn năng lượng yêu thương rất là nhiều, tìm về gia đình, bên cạnh gia đình, bên cạnh những người mà bạn thật sự coi họ là soulmate của mình, và chăm sóc lại bản thân, một cái niềm vui để kết nối bản thân các bạn. Có thể là ở đây cũng có một số bạn là đang bị mất kết nối với gia đình nữa, tức là bạn không có cảm nhận được rằng là
mình thật sự ở trong cái gia đình mình hiện tại mà mình bị mất kết nối, mình không tìm được tiếng nói chung á, và bạn hoặc là bạn đang không có thể nào mà ở gần gia đình của mình, hoặc là gia đình của bạn vừa trải qua một cái biến cố nào đó mà khiến cho các thành viên á không có tiếp xúc với nhau nhiều và không có liên lạc với nhau nhiều. Khi anh nghĩ thấy là các bạn đang cần phải tìm lại kết nối với những cái năng lượng tình yêu thương nhiều hơn. Compassion for all. Compassion in the beating heart. This is spiritual practice. The peace. Những cái sự bình yên bạn tìm kiếm nó đến từ cái bình yên ở bên trong bạn tạo ra. Extend your compassion to be all, to all, everything, every day. Everyone's benefit. Everyone benefit when you are kind. Mọi người sẽ đều cảm thấy hạnh phúc và có được cái lợi ích khi mà bạn là một cái người mở lòng ra. Và bạn sẽ luôn, nếu như bạn 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 là một cái người compassion, là một cái người có một cái trái tim ấm áp, chào đại loại là như thế, có thể là như thế. Thì bạn hãy theo một cái trái tim mà có lòng vị tha, có lòng trắc ẩn á, thì bạn sẽ luôn luôn có được cái hạnh phúc và cái sự tự do. Đó chính là những cái lời nhắn của các bạn cho tụi bạn số 2. Ok, chúng ta sẽ đến với các bạn chọn tụi 3 nha. Các bạn chọn tụi 3 để xem rằng là lời nhắn dành cho các bạn chọn tụi 3 như thế nào. Khi cảm nhận được dạo gần đây á, có những cái vấn đề rất là nhiều và cần phải, bởi lý do vì sao, có lẽ đó là lý do vì sao mà khi quay trở lại tụi bài số 3. Tụi bài số 3 lời nhắn dành cho bản thân các bạn ở thời điểm hiện tại. Các bạn có justice. Các bạn có Two of Cups. Wow. Oh wow. Six of Wands. Ở đây ba kiếm. Two of Wands, Two of Wands, Two of Wands là nhắn dành cho bạn ở thời điểm hiện tại. Và bảy ly. Ok. Ok, cuối cùng thì cũng có một cái tụ bài nó tươi sáng hơn hai tụ bài trước một chút. Ok, khi đang cảm nhận ở đây đó, một có một cái nguồn năng lượng của cái việc là, đã không nói thì hơi ghê nha, nhưng nó là cái nguồn năng lượng của cái việc là những cái nhân quả mà các bạn gieo nó đang chuẩn bị đến. Cái lời nhắn cho các bạn là hãy cảm nhận cái nguồn năng lượng xung quanh các bạn đi. Có thể bạn sẽ thấy là những cái hạt giống tốt mà các bạn gieo á, nó đang chuẩn bị được nảy mầm. Một cái mối quan hệ tốt mà bấy lâu nay các bạn cố gắng cho nó có thể sẽ phát triển. Một cái công việc các bạn đang cố gắng cho nó có thể sẽ thành công. Một cái hợp đồng nào đó các bạn đang cố gắng theo đuổi, nó có thể sẽ ký kết thành công. Trước đây có thể là bạn, có thể là trước khi đến được cái thời điểm cái kết quả này á, các bạn đã trải qua một cái khoảng thời gian rất là dài của cái việc suy nghĩ rằng là liệu cái điều này nó có là thật hay không, bởi vì các bạn đã từng bị lừa dối. Ví dụ như các bạn hướng đến một cái mục tiêu nào đó của mình, ví dụ như bạn đặt một cái mục tiêu là bạn sẽ đi từ điểm A đến điểm B, thì khi bạn đi gần đến điểm A thì gần đến điểm B thì bạn mới phát hiện ra rằng là cái điểm đó nó không phải là cái điểm điểm thật. Giống như mình bị lừa, cảm giác mình bị lừa và bạn phải quay trở lại, bạn bị tổn thương cái lần đó. Sau đó bạn ngóng chờ, bạn mong chờ, bạn chờ đợi rất là lâu cho những cái bước tiến tiếp theo, cho những cái sự lựa chọn tiếp theo, cho những cái sự bắt đầu tiếp theo. Thì khi nghĩ là ở cái thời điểm này á, nó chính là cái thời điểm mà mọi thứ đang chuẩn bị diễn ra và nó chuẩn bị hành hình rồi. Một cái sự thành công của một cái mối, một cái kết quả mà bạn đã mong đợi, một cái sự kết đôi, một cái sự gắn kết của một cái mối quan hệ, hoặc là một cái công việc nào đó sau khi mà trải qua rất là nhiều những cái khó khăn. Ở đây có một số bạn cái cảm nhận là nó sẽ liên quan đến pháp lý, ví dụ như là kết hôn, ví dụ như là ký hợp đồng, hoặc là cái gì đó, hoặc là như khi đã nói với mọi người đó là cái thời điểm của cái việc là những cái hạt giống mà các bạn đã gieo á, nó sẽ đến lúc nó sẽ thành ra cho các bạn được một cái kết quả.
mà như các bạn mong muốn. Đương nhiên là mọi thứ nó sẽ diễn ra theo cái cách của nó, và cái mà hoặc là một cái bắt tay hợp tác để bắt đầu một cái kế hoạch làm ăn nào đó, nó sẽ không hẳn là nghiêng về 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 tình yêu nhiều. Cũng có thể một vài bạn ở đây là mối quan hệ, hoặc là một vài bạn làm về một cái công việc, một cái tình yêu, hoặc là nói chung tùy sẽ mỗi người ở trong cái tụ bài này. Nhưng có một điều phải luôn nhắc với mọi người á, là Justic nó luôn có cái việc của nó, tức là bạn gieo được cái hạt giống tốt, bạn sẽ nhận được kết quả tốt, nhưng những cái hạt giống xấu á, nó cũng sẽ không phải là không nảy mầm. Nếu như trước đây đã từng có những cái lỗi lầm nào đó trong quá khứ á, nó cũng sẽ là lúc để những cái lỗi lầm đó xuất hiện. Đó là lý do vì sao ở đây bạn vẫn có ba kiếm ở đây. Đó có thể là một cái giống như ví dụ như bạn ở trong quá khứ bạn đã từng làm cho ai đó tổn thương, hoặc là bạn đã từng làm cho một ai đó cảm thấy thất vọng về bản thân họ, thì có thể là sắp tới, nói chung là mọi thứ nó đều diễn ra theo cái của nó, tức là những cái gì mà các bạn gieo ra thì các bạn sẽ nhận lại. Và khi thấy là có thể là sắp tới lời nhắn cho các bạn ở thời điểm hiện tại là các bạn đang cần phải lựa chọn một cái gì đó, hoặc là cần phải quyết định một cái gì đó, thì đừng chần chừ nữa, hãy đưa ra cái quyết định cho mình đi, và nó sẽ đưa các bạn đến một cái sự tỏa sáng nào đó. Các bạn có lời nhắn là be mindful with your money, have money honey. Hãy để ý đến cái tình hình về kinh doanh, nền về tiền bạc của các bạn, khi nghĩ là hãy tiết kiệm đi. Giống như là ở trong cái tụ bài này có một vài bạn nào đó đang thật sự phải cân nhắc lại về cái tình hình tài chính của các bạn. Có thể là các bạn đã chi tiêu vượt cái khả năng của mình, các bạn đã chi tiêu nó ngoài cái khả năng của các bạn đó, cho nên là đã đến lúc các bạn cần phải để ý lại với cái tình hình tài chính của mình nữa. Hãy có một cái bức tranh rộng hơn cho cái tài chính của bạn, và hãy nhớ là tiết kiệm tiền mà bạn kiếm được, và tiết kiệm thì nó chính là các bạn kiếm được tiền. Wow, trong này chắc có ai đó đang rất là tiêu xài phung phí. Choose love. Ok, thì chắc chắn các bạn đang ở đây đang phải đưa ra một cái sự lựa chọn nào đó, và ở đây có một cái sự nhắc nhở với các bạn, đó là choose love. Bất kỳ khi mà các bạn đang lựa chọn một cái điều gì đó mà các bạn đang muốn là bây giờ mình không biết mình phải lựa chọn cái điều gì, thì mình hãy nghe cái trái tim của mình đi. Chọn cái tình yêu, chọn cái mà các bạn cảm thấy là khi mà bạn chạm đến nó, trái tim bạn rất là đập rất là nhanh, rất là mạnh, và bạn cảm thấy là mình được hướng về nó rất là nhiều, thì hãy lựa chọn nó. Hoặc là giữa cái việc là lựa chọn yêu một ai đó, hoặc là giữa cái việc lựa chọn là yêu bản thân mình, thì hãy dành cho bản thân mình cái tình yêu bạn cần dành cho bản thân. Bạn chính là người xứng đáng nhất với cái tình yêu của bản thân bạn. Và các bạn có wow, ask for help. Hãy hỏi, hãy yêu cầu, hãy hỏi một cái sự giúp đỡ. Khi nghĩ là bạn đang cần một cái sự, ví dụ như khi thật sự cảm thấy là ví dụ như các bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, bạn cũng cần sự giúp đỡ nè. Bạn gặp khó khăn trong cái việc bạn đưa ra một cái sự lựa chọn nào đó, bạn cũng phải cần đưa ra một cái sự giúp đỡ. Hoặc là khi bạn ký hợp đồng, đăng ký kết hôn, hay là bất kỳ cái gì đó liên quan đến mặt pháp lý, bạn cũng cần một sự giúp đỡ. Thì giờ nhắn ở đây là hãy tìm cho bản thân của mình một cái sự giúp đỡ, và vũ trụ thì luôn luôn ở bên cạnh các bạn. We are kiểu chúng ta luôn luôn ở bên cạnh nhau, và chúng ta luôn luôn có những cái người mà được vũ trụ sắp xếp để mà ở bên cạnh các bạn, và là những người mà các bạn có thể tin tưởng được. Bạn có những cái người, bạn có một cái đội quân của angel, của thiên thần phía sau á. Hãy gửi cho họ những cái yêu cầu và nói chuyện những cái gì mà bạn đang cần, và học cái cách đón nhận những cái mà bạn cần sự giúp đỡ đó. Có thể là bạn đang rối, bạn đang suy nghĩ gì đó, thì hãy nghĩ đến cái việc là bạn cần có sự giúp đỡ đó. Nói đến cái việc trò chuyện với thiên thần ở đây á, nó không phải là một cái chuyện tâm linh là tôi giống như làm những cái thủ tục gì đó liên quan về tâm linh đâu. Đôi khi á, các bạn không biết rằng là những cái người thân thiết xung quanh các bạn chính là những cái người được thiên thần ở phía sau
gửi cho các bạn những cái lời nhắn thông qua những cái người rất là thân quen với các bạn, hoặc là những cái người rất là xa lạ với các bạn mà vô tình các bạn nghe được, hoặc là các bạn thấy được họ ở trên một cái phương tiện truyền thông, hoặc là ngoài đường, hoặc là ở bất kỳ một nơi đó. Nhưng mà khi các bạn nghe được cái lời khuyên đó, các bạn nghe được cái lời nói đó, đột nhiên bạn cảm thấy là mình sáng rất là nhiều, mình cảm thấy là mình được thúc đẩy rất là nhiều cho cái việc tiến đến một cái sự lựa chọn nhất định của mình. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó chính là tất cả những cái mà Ki có cho tụi bài số 3 ngày hôm nay. Check năng lượng của mọi người trước khi Ki sẽ sắp xếp những cái thông điệp tiếp theo gửi đến cho mọi người ở những cái video sau. Một buổi check năng lượng khá là thành công ngày hôm nay ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video lời nhắn dành cho bản thân bạn ở thời điểm hiện tại. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết 3 tụi bài của ngày hôm nay. Bye bye mọi người.